Thì bây giờ chào anh em nhé, hôm nay Đức Khai sẽ review quá trình dán carbon 5D lên bình xăng của con mô tô này cho anh em xem. Anh em đây là anh vẫn càng đó, kia là giấy can bị, kia là dán lên bóng anh em nhé. Còn đây là giấy carbon 5D cao cấp. Có rất nhiều anh em hỏi lần này anh em đang ưa chuộng dùng cái loại carbon này, còn có loại carbon 3D hay là carbon rẻ hơn, giấy mỏng hơn, độ bóng cũng cao, sẽ rẻ hơn bằng nửa giấy này rồi các bạn nhé. Mình nói rõ lại với anh em, đây là giấy carbon 5D cao cấp, dùng để dán những phần nhựa sần, nhựa đen ở trên xe. Hoặc anh em có thể, nhiều bác có thể dùng để dán nội thất ở trên xe ô tô, rất là đẹp cho anh nhé. Thì đây là toàn bộ quá trình khi gồm dán carbon 5D. Đây là phần chỗ ốp bình xăng. Đấy, cực kỳ bóng vậy đây. Chưa dán bách cho anh mượn. Đây là dán rồi. Đây là một chi tiết mà bên Đức Ca đã tiến hành dán xong phần carbon 5D. Nhìn cực kỳ đẹp anh em. Độ bóng cực kỳ cao. Lưu ý với anh em, đây là vẫn đang ở trong nhà, ánh đèn điện vẫn tối nha, đang ra ngoài trời sáng cả mỏng. Được tháo toàn bộ dàn nhựa ra và dán vào gấp nhét vào trong. Và sau quá trình dán giấy candy và giấy đen bóng cao cấp này, các bạn đang đi cao cấp thì chủ xe sẽ tiến hành dán thêm nhầm dài ở bên ngoài. Tùy anh em lựa chọn mẫu và phong cách nhầm dài, bên mình có thiết kế và máy in tại quán. Ok, nhìn khá là đẹp. Và xe thi công bên Đức Ca sẽ được bảo hành 1 năm anh em nhé.